Hà Nội 18 giờ tiếp tục với những phần tin quốc tế đáng chú ý. Cho quý vị chưa biết, sau gần 40 năm vận động thì Flow Country, một đầm lầy với cảnh quan vô cùng tuyệt đẹp nhưng lại ít được biết đến ở tại Scotland đã được công nhận là di sản của thế giới. Đây cũng là đầm lầy đất than bùn đầu tiên đạt được danh hiệu này của UNESCO. Flow Country là vùng đầm lầy than bùn lớn nhất châu Âu, có diện tích 4.000 km², bao phủ phần lớn Kent và Sutherland, nơi có thời tiết mát mẻ và độ ẩm cao ở phía bắc Scotland. Khu vực này chiếm 5% nguồn tài nguyên đầm lầy chăn thả toàn cầu và hiện đang trong tình trạng rất tốt so với các vùng đất than bùn khác. Người phát ngôn của nhóm đề xuất Flow Country Rebecca Tanner hy vọng với việc được công nhận là di sản mới, sẽ có thêm nhiều nghiên cứu hơn được thực hiện để người dân hiểu rõ về cách quản lý và bảo vệ các hệ sinh thái đất than bùn trong tương lai. Cơ quan thiên nhiên Scotland cho biết, đầm lầy này lưu trữ khoảng 400 triệu tấn carbon, tức nhiều hơn tất cả các khu rừng và đất rừng của Vương quốc Anh cộng lại. Khu vực còn lại là nơi sinh sống của một hệ sinh thái thực vật phức tạp và dễ bị tổn thương và lưu trữ carbon bằng cách tích tụ thảm thực vật chết dưới dạng than bùn trong 9.000 năm, ngăn không cho nó thải ra khí quyển. Không chỉ vậy, một số loài chim quý hiếm cũng đến đây cư trú như chim lặn cổ đỏ, chim choi choi vàng và chim rẽ màu xanh. Bên cạnh Flow Country, hiện tại quần đảo Galapagos, Ecuador, dạng san hô Great Barrier, Australia và vườn quốc gia Everglades, Mỹ là những địa điểm khác được công nhận là di sản thế giới của UNESCO.